Nhiều ngư dân cho biết, khu vực bãi biển gần cửa biển Cửa Lệch thường xuất hiện dòng chảy phức tạp ven bờ. Điều này dẫn đến các hiểm họa thiên nhiên nguy hiểm, cũng là nguyên nhân gây ra các vụ tai nạn đuối nước thương tâm. Hệ thống chỉ giới hạn khu vực tắm lập ra nhằm đảm bảo an toàn cho người tắm. Dù vậy, không ít người chủ quan vượt qua cờ cảnh báo quá giới hạn an toàn. Ở vùng biển thì thường hay có là lật nước xoáy. Nói chung là chúng tôi thường thường hay nhắc nhở du khách, tức là không nên tắm nơi cái vùng mà đã có là cờ báo hiệu và đồng thời là có bảng báo hiệu, tức là vùng nguy hiểm. Du khách về vui chơi tắm biển mà đưa trẻ em xuống thì phải là có người là bảo vệ và chăm sóc em để là tránh tình trạng là đuối nước. Để đảm bảo an toàn cho người dân và du khách đến tắm biển, các địa phương đơn vị quản lý bãi tắm đặc biệt quan tâm đến công tác phòng chống đuối nước, cứu hộ cứu nạn, tập huấn sơ cấp cứu người gặp nạn trên biển, đồng thời phân công nhân viên túc trực. Trung tâm cũng tập trung chỉ đạo và tăng cường là mua sắm các cái trang thiết bị kỹ thuật để phục vụ cho công tác cứu hộ cứu nạn và các cái phương tiện đảm bảo đáp ứng đúng cái nhu cầu trong cái thực tế hiện nay. Trung tâm cũng đẩy mạnh cái công tác tuyên truyền bằng nhiều cái hình thức tuyên truyền miệng và tuyên truyền trên loa máy khi du khách về bãi tắm biết rõ cái tình hình đặc điểm khi gió mùa trở và khi có những yếu tố khách quan ở trên biển thì bà con nhân dân biết để phòng tránh. Hoạt động du lịch đang dần sôi động trở lại. Vào mùa hè, nhiều người dân có nhu cầu vui chơi, du lịch, đi tắm biển. Ngoài nỗ lực của các cơ quan chức năng, của đơn vị quản lý, thì yếu tố quan trọng đảm bảo an toàn vẫn là ý thức của người dân và du khách cần tuân thủ theo những chỉ dẫn đã được đưa ra.